Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả tiểu thuyết kiếm hiệp trinh thám Thiên Thủ Ngự Ma của tác giả Tào Như Băng qua phần diễn đọc Chương Vũ. Bách Trí Thiền Sư ngớ người, lão buông tiếng thở dài rồi nói: bọn lão nạp được Cừu Thí Chủ giải cứu mới thoát thần khỏi Tuyệt Hồn Cốc, nào ngờ vừa đến ngôi miếu quan này nghỉ chân thì đã bị cường địch bao vây. Nam Cung Thiếu Hiệp và bọn lão nạp may mắn thoát vây, xong lại không ngờ có một bóng người đến dẫn dụ Nam Cung Thiếu Hiệp đi. Cừu Thí Chủ truy theo tung tích đến giờ vẫn chưa thấy trở lại. Thôi Mật nghe như vậy thì cả kinh thất sắc, bà vội nói: đại sư có thấy rõ người đó là ai không? Bách Trí lắc đầu nói: thần pháp người đó quá nhanh, bọn lão nạp không kịp nhìn rõ diện mục cũng như tuổi tác của người đó. Thôi Mật rùng mình, bà vội hỏi tiếp: không lẽ đó là Tuyệt Thiên Ma Quân, nhân vật chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt? Quần hùng nghe nhắc đến bốn chữ Tuyệt Thiên Ma Quân thì chấn động tâm thần. La Sát bà lúc này khẽ nói: thôi tiền tử, trước khi làm rõ sự việc không nên suy nghĩ lung tung. Lúc này Bách Trí Thiền Sư mới thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra trong Tuyệt Hồn Cốc. Tuy những chuyện này đã qua 3 ngày, nhưng trong đầu của Bách Trí Thiền Sư cứ vẫn như là diễn ra trước mắt. Cuối cùng lão liếc nhìn ba người, rồi với giọng bi thống nói: bọn lão nạp và Nam Cung Thiếu Hiệp vừa nghỉ ngơi được một canh giờ, không ngờ lại bị hãm vào vòng dây. Thất lý văn hương đoạn hồn tán do độc thủ nhân mà rải. Thôi Mật lại một phen kinh động, nàng nói: không ngờ Lục Vô Kỵ và độc thủ nhân ma cũng được thiết quyết minh mời. Ôi, xem ra trường kiếp nạn này sẽ khiến cho võ lâm Trung Nguyên gặp thảm họa liên miên rồi. Bách Trí Thiền Sư lúc này kể tiếp: sau khi 3 đệ tử môn hạ của lão nạp không may bị trúng độc, thì độc thủ nhân ma bất ngờ hiện thân. Hắn uy hiếp trong vòng 20 canh giờ. Bọn lão nạp và Nam Cung Thiếu Hiệp phải tự động trói mình. Thôi Mật buộc miệng nói: như vậy là nhất định hài nhi của tiện thiếp lại rơi vào tay của Thiết Quyết Minh rồi. Bách Tri lắc đầu nói: không, diễn biến của sự tình không có như vậy. Bọn lão nạp và Nam Cung Thiếu Hiệp ngồi trong miếu chờ một ngày, giữa lúc vô cùng khổ tâm thì không nghĩ ra đối sách, chợt nghe ngoài miếu có âm thanh kỳ dị. La Sát bà liền hỏi: đó là lúc nào vậy? Bách Trí liền nói tiếp: vào lúc mặt trời lặn, Nam Cung Thiếu Hiệp là người đầu tiên phát giác, nên lập tức tung mình phóng ra. Vừa đến cửa miếu thì bỗng nhiên đứng bất động, song một nhìn trừng trừng lên tường. Lê Tuệ ngạc nhiên nói: trên tường có thứ gì? Bách Trí khẽ thở dài một hơi đoạn nói: lão nạp và Cừu Thí Chủ thấy ở cũng nghi cho nên lao ra. Nhìn lên chỉ thấy tường viết 6 chữ ngoạch ngoạc. Nhậm Sáu Quân buộc miệng hỏi: 6 chữ gì? Tuy nàng thủy chung không lên tiếng, nhưng sự quan tâm đối với Nam Cung Lượng cũng chẳng kém Thôi Mật. Lúc đó việc nàng hỏi vội vàng và cũng là điều dễ hiểu. Bách Trí Thiền Sư lúc này chậm rãi nói: lão nạp nhìn qua thì biết ngay người đến là Cứu Tinh, vì 6 chữ được viết lên tường có cách viết tuyệt diệu duy nhất để giải dây. 6 chữ đó là trừ độc chỉ có quả công. Lúc này phía quần hùng mới hiểu ra, tất cả đều thở vào nhẹ nhõm. Nên biết thất lý văn hương là một loại bột không màu không mùi, một khi rải trên đất thì tự nhiên rất khó phát hiện. Nếu dùng lửa đốt, tất cả đều hóa thành tro, hương vị tự nhiên cũng bị trừ khử. Bách Trí lúc này lên tiếng nói:
Tuy người đó cho biết cách trừ khử, nhưng thủy chung cũng không xuất hiện. Thế là bọn lão nạp cùng ra tay chặt cây gom lá đốt lên. Sau đó quăng những thân cây đã bén lửa vào những nơi cỏ rậm nhất. Nhất thời một vùng đại địa đã rực một màu lửa. Trong lúc mọi người chia nhau ra đốt lửa từng vùng, nào ngờ giữa đám lửa khói mù mịt chợt nghe Nam Cung Thiếu Hiệp kêu lên thất thanh một tiếng. Cái đó là thấy hai bóng người thấp thoáng bay đi. Chẳng biết là Nam Cung Thiếu Hiệp bị đối phương bắt đi hay là truy theo dấu vết của đối phương. Vì khi bọn lão nạp phát giác thì bọn họ đã ở ngoài xa 30 trượng. Hơn nữa lửa khói đầy trời nên chẳng thấy gì cả. Thôi Mật lúc này hỏi, người đó đi theo hướng nào? Bách Trí nhìn về núi Hào Sơn và nói, phương hướng chính là đường vào Tuyệt Hồn Cốc. Ôi, cựu thí chủ cũng lập tức truy theo. Bọn lão nạp xuất phát hơi chậm, đuổi theo hơn một dặm thì ngay cả cựu thí chủ cũng chẳng thấy đâu. Cõi lòng của quần hùng lại trầm xuống. Thôi Mật cất giọng bi thương nói, hôm nay dù phải liều mạng thì Thôi Mật ta cũng phải xem thử Ảnh Tử Quyết Lệnh và Tuyệt Thiên Ma Quân rốt cuộc là những nhân vật nào. Nói đoạn bà tung người phóng đi như điên về hướng Tuyệt Hồn Cốc. La Sát bà xuất thủ nhưng không kịp chụp giữ lại. Bà vội nói, Thôi tiên tử, ngươi đi như vậy chẳng phải là tự đưa thân vào chỗ chết hay sao? Vừa nói bà cũng vừa phi theo. Cha con của Ngân Tiên Phi Long Nhậm Bất Khí và Nhậm Sáu Quân không thể khoanh tay ngồi nhìn Lê Tuệ, để Linh Thần Khất cũng tiếp bước. Bách Trí lúc này vội lớn tiếng nói, các vị làm ơn chờ một lát, để lão nạp dẫn đường cho. Nói đoạn lão phi thần ra hiệu cho Bách Quả Thiền Sư và 14 vị La Hán lập tức chống thiền trượng rồi lướt đi. Thế là hơn 20 bóng người lướt đi như bay trong màn đêm. Trong lòng mọi người đều đau thương và khẩn trương, do đó chẳng ai nói với ai một lời. Lúc này Bách Trí Thiền Sư đã dẫn bước đi đầu. Hai bên có 14 vị La Hán hộ vệ. Những vị cao tăng thiếu lâm này từng bị ép vào sống trong Tuyệt Hồn Cốc một thời gian, nên tự nhiên là thông thuộc tất cả các ngã đường ra vào. Nhờ vậy chẳng mấy chốc quần hùng đã tiếp cận Tuyệt Hồn Cốc, nhưng quái lạ tứ bề tuyệt không có một chút động tĩnh. Mười mấy vị cao tăng thiếu lâm bất giác giảm cước lực, bởi lẽ bọn họ cảm thấy đây là dấu hiệu bất thường. Với thành thế ào ào của mấy chục người kéo đến như thế này, nhân vật trong Thiết Quyết Minh không thể không biết. Sau khi vượt qua mấy đoạn dòng dèo, xuyên qua một đoạn đường hẹp nữa, thì cảnh sát trước mắt mở rộng ra. Nhưng chỉ thấy nhà cửa phòng ốc ở trong cốc đều tối đen như mực, tuyệt là không có một bóng đèn nào cả. Bách Trí Thiền Sư phất tay một cái rồi dừng bước. Lão quét một quang cẩn thận nhìn ra tứ phía. Sau khi chẳng thấy một bóng người nào, lão mới khẽ nói, trước mắt là tổng đàn Lam Kỳ trong Tuyệt Hồn Cốc, hiện chẳng có một ánh đèn nào, thật khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Ý kiến của Thôi tiên tử thế nào? Thôi Mật cười nhạt nói, dù bọn chúng có ngụy kế gì đi nữa, Thôi Mật này cũng phải lùng sục một phen. Nói đoạn bà dung tay bạc trường kiếm, rồi tung mình phóng vào trong dãy nhà tối đen như mực. Bách Trí lúc này vội nói, lão nạp cho rằng chúng ta không nên phân ra để tránh bị bọn ma đầu tập kích từng người. Nói đoạn đà lão cũng chống thiền trượng theo sát phía sau Thôi Mật, tinh thần tập trung cao độ đề phòng ám kích từ mọi phía. Những người còn lại cũng vô cùng khẩn trương và hồi hộp, do đó chẳng ai muốn tụt lại ở phía sau. Thế là quần hùng vượt tường vào, đột nhập Tuyệt Hồn Cốc, nhưng cũng giống như bên ngoài, bên trong chẳng thấy một bóng người. Sau một canh giờ, quần hùng đã lục tìm tất cả các phòng ốc trong Tuyệt Hồn Cốc, song đều cảm nhận được chỉ là sự thất vọng. Bọn họ không ngờ bọn ma đầu của Thiết Quyết Minh lại rút lui sạch sẽ đến như thế này. Khi quay trở lại đại sảnh, Thôi Mật buông ra một tiếng thở dài đầy chua cay và đau xót. Tuy nhiên trong đầu bà lại nảy ra mấy câu hỏi. Tại sao Ảnh Tử Quyết Lệnh và Tuyệt Thiên Ma Quân lại dứt bỏ một cơ nghiệp to lớn như thế này? Thôi Mật lại tiếp tục nghĩ, như vậy nhất định phải có duyên cớ nào khác.
mới khiến cho Thiên Tuyệt Ma Quân cam tâm bỏ đi. Nhưng đó là duyên cớ gì, Thủy Chung Thôi Mật vẫn không tìm ra được câu trả lời. Lúc này quần hùng cũng đều có ý nghĩ như vậy. Chợt nghe Lê Tuệ nói: "Bọn cẩu tặc đã chạy cả rồi, chi bằng phóng một ngọn lửa thiêu rụi hang ổ của bọn chúng cho hả giận." Nói đoạn nàng cầm lấy Thiên Lý Quả phất lên người ra sau, sau đó thắp sáng mấy ngọn đuốc ở trong đại sảnh rồi phóng lên các mái nhà. Chư Tăng Thiếu Lâm và quần hùng vội vã lui ra ngoài sơn trang. Bách Trí Thiền Sư nói: "Chẳng biết rốt cuộc Nam Cung Thiếu Hiệp có rơi vào tay Ảnh Tử Quyết Lệnh hay không? Chuyện này vẫn còn là một nghi vấn. Sau khi trở về Thiếu Lâm Tự, lão nạp sẽ gửi thư tới các môn phái tận lực điều tra thăm dò. Tâm thời mong Thôi tiên tử hãy yên tâm, không nên quá bi thương." Thôi Mật nhìn ngọn lửa hồng đang cuồn cuộn bốc lên, cõi lòng của bà dường như cũng đang bị thiêu đốt như vậy. Bà cảm thấy mọi hy vọng đều đã hóa thành tro bụi. La Sát bà lúc này nói: "Bây giờ Đại Hòa Thượng định trở về Thiếu Lâm Tự có phải không?" Bách Trí gật đầu nói: "Lão nạp đã rời Thiếu Lâm Tự hơn một tháng, bây giờ cũng đang muốn trở về. Nếu các vị không ngại thì xin cùng đến Tề Tự để thương lượng đối sách." Nhậm Bất Ký lúc này nói: "Lời của Chưởng Môn Đại Sư trùng hợp với ý của Lão Khiếu. Trước mắt không nên phân tán lực lượng, cùng về Thiếu Lâm sẽ tiện việc tiếp ứng cho nhau. Những người còn lại cũng chẳng có nơi nào an toàn để đi." Nên đành gật đầu. Thế là đoàn người bắt đầu rời khỏi Tuyệt Hồn Cốc, nhằm hướng Tung Sơn mà tiến bước. Ngay trong đêm, trong lòng mọi người đều không quên nghĩ đến tung tích Nam Cung Lượng và Quỷ Nhãn Thần Thâu Cừu Sâm. Song không ai biết rằng Nam Cung Lượng đã biết được một bí mật cực kỳ quan trọng. Nói đến Nam Cung Lượng, thực chất là chàng bị đối phương điểm huyệt rồi bắt đi, chứ không phải truy theo đối phương như lời của Bách Trí Thiền Sư kể lại. Đương thời chàng không thể nhìn rõ người xuất thủ là ai, chỉ thấy rừng cây núi đá hai bên chạy vùng vục ra phía sau. Trong lòng vừa kinh vừa nộ, bất giác chàng hét toáng lên: "Ngươi là ai?" Người kia vẫn không dừng bước, miệng nói: "Tiểu bằng hữu, bây giờ là lúc đi đường, tốt nhất là ngươi nên bế khẩu lại. Đến nơi thì tự nhiên ngươi sẽ biết ta là ai." Nam Cung Lượng tức anh ấp trong lòng. Chàng ngầm dẫn công lực nhưng lại phát hiện ra rằng toàn thân chân khí đã không thể nào ngưng tụ lại được nữa. Chàng hơi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hướng đi là tiếp cận dần với Hào Sơn. Vì thế trong lòng không khỏi kinh hãi, chàng nổ khí quát lớn: "Thất phu, ngươi đưa ta vào Tuyệt Hồn Cốc phải không?" Lời vừa dứt thì người đã khẽ phất tay áo vào á quyệt của Nam Cung Lượng, đồng thời trầm giọng nói: "Tiểu tử, lúc này tốt nhất là câm miệng lại, nói nhiều chẳng có ích gì cho ngươi đâu." Nam Cung Lượng không thể nào khai khẩu được nữa, chàng vừa tức vừa hận nhưng chẳng biết làm sao. Đành thầm nghĩ, xem ra chuyến này lành ít dữ nhiều rồi, nhưng ta đâu có thể mở mắt chờ chết. Đột nhiên trong đầu bỗng nảy ra ý niệm: "Sao ta không thử vận khí tự giải quyết? Nếu có thể giải khai được quyệt đạo thì may ra còn có chút hy vọng." Thế là chàng nhắm mắt, nhớ lại khẩu quyết do Vô Ảnh Thần Tẩu truyền thụ rồi ngầm dẫn chân khí. Hai bên tai cứ nghe gió thổi vù vù, tựa như đang đằng dân giá vũ. Chàng cũng chẳng quan tâm người bắt cóc mình sẽ đưa mình đến đâu, vì chàng biết sự sống chết của mình tất sẽ được định đoạt trong một thời gian ngắn. Nào ngờ đang lúc chàng ngầm chiếu theo khẩu quyết vận khí thì chợt nghe bịch một tiếng, thân thể bị ném bừa ra đất. Cõi lòng Nam Cung Lượng chợt trầm xuống. Chàng mở choàng hai mắt phát hiện mình đã ở trong một sơn động. Trên đỉnh động có gắn một hạt minh châu, từ đó phát ra một thứ ánh sáng xanh nhạt dễ chịu. Ở trong động bài biện rất thanh nhã và sạch sẽ. Trước mặt của chàng là một lão nhân râu tóc bạc trắng như tuyết, song khuôn mặt lại có vẻ như là một hài tử, sắc diện hồng hào, khí độ uy nghiêm. Bất giác chàng khai khẩu hỏi: "Lão là ai?" Lời vừa xuất thì chàng mới phát giác ra á quyệt của mình đã được giải. Thế là chàng ngầm dẫn chân khí.
Chẳng ngờ quyết khí toàn thân đều thông suốt, rõ ràng quyệt tê cũng đã được đối phương giải khai rồi. Chàng vội bật đứng dậy, thủ thế phòng bị, nhưng ở trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc. Chợt nghe lão ngoan đồng nói, tiểu tử, ngươi không cảm thấy hỏi như vậy là quá bất kính sao? Nhất thời Nam Cung Lượng đoán không ra đối phương là địch hay bạn, nhưng chàng ấp úng nói, điều này đây là nơi nào? Lão ngoan đồng mỉm cười nói, đây là Thái Dương Cốc, cách Tuyệt Hồn Cốc không đầy 3 dặm. Nam Cung Lượng ngẩn người ra, chàng hỏi tiếp, rốt cuộc trưởng lão là ai, đưa tài hạ đến đây có dụng ý gì? Lão ngoan đồng khẽ thở dài một hơi rồi nói, ê, Nam Cung Lượng, người có nghe nói đến 400 năm trước trong giang hồ có một môn phái kêu bằng Thiên Môn không? Nam Cung Lượng vô cùng kinh ngạc. Chàng nhớ lại Ngộ Nghiệp đại sư đã từng nói một cách giản lược về Thiên Môn tại Diêm Dương Bảo. Do đó chàng liền gật đầu. Lão ngoan đồng mỉm cười và nói, lão phu là trưởng môn đời thứ 48 của Thiên Môn, biệt hiệu là Thiên Môn Cư Sĩ. Nam Cung Lượng cả kinh, chàng thầm nghĩ, Đường Kim Võ Lâm đã không nghe ai nhắc đến Thiên Môn, huống hồ là biệt hiệu Thiên Môn Cư Sĩ. Tại sao lão nhân này lại đột nhiên xuất hiện với một cương vị trưởng môn nhân? Đồng thời chàng nghĩ đến thân thủ và công lực của đối phương nên bất giác kinh hãi không thôi. Chàng biết lão nhân này tất phải là một kỳ nhân tuyệt thế. Thiên Môn Cư Sĩ nhìn thấy Nam Cung Lượng trầm tư thì lại khẽ thở dài rồi nói tiếp, Nam Cung Lượng, có thể người không tin lời của lão phu, nhưng người phải tin là lão phu tuyệt đối không có ác ý với người. Nam Cung Lượng dần dần lấy lại bình tĩnh, vì chàng biết nếu Thiên Môn Cư Sĩ có ác ý thật với thân thủ của mình thì cũng chỉ là hữu bại vô thắng. Do đó chàng mạnh dạn nói, làm sao trưởng lão chứng minh rõ ràng là không có ác ý với tại hạ? Thiên Môn Cư Sĩ lúc này nói, nếu lão phu không viết chữ trên vách miếu bài cho ngươi cách dùng lửa trừ độc thì bọn hòa thượng Thiếu Lâm và ngươi há chẳng phải sống mà như chết hay sao? Nam Cung Lượng chợt hiểu ra, chàng vội cung thủ bái tạ và nói, vừa rồi giảng bối có chút đa nghi, xin tiền bối lượng thứ, nhưng chẳng hay tiền bối đưa giảng bối đến đây là có gì chỉ bảo? Thiên Môn Cư Sĩ gật đầu nói, chuyện còn dài, nào ngồi xuống rồi từ từ nói. Bỗng nhiên lão nghiêng tai lắng nghe, thần sắc trầm xuống. Đoạn lão nói với Nam Cung Lượng, bằng hữu của người truy đến đây rồi. Nam Cung Lượng kinh ngạc, chàng vội ngưng thần lắng nghe. Nhưng chàng cảm thấy không nhận ra một chút động tĩnh gì. Một quan vội quét nhìn ra ngoài sơn động, chỉ thấy bóng đêm dày đặc, ngoài ra chẳng có gì. Thiên Môn Cư Sĩ mỉm cười nói, có lẽ lúc này vị lão nhân đó còn cách sơn động chừng 30 trượng. Nam Cung Lượng rùng mình, lòng thầm nghĩ, nghe nói một khi đạt đến tuyệt đỉnh của võ học thì có thể thông thiên quán địa, lẽ nào vị Thiên Môn Cư Sĩ này đã đạt đến cảnh giới giữa tiên và phàm rồi? Thiên Môn Cư Sĩ lại nói, 50 năm qua chưa có một người nào bước chân vào Thái Dương Động, khó khăn lắm hôm nay mới có khách quý hoàng lâm. Cũng được, Nam Cung Lượng, người đi dẫn lão ta vào đi. Nam Cung Lượng vội đáp một tiếng rồi tung mình phóng ra ngoài. Quả nhiên vừa đi được 20 trượng thì thấy có một bóng người đang đi tới đi lui, dường như là tìm kiếm thứ gì. Chàng biết nhất định đó chính là Quỷ Nhãn Thần Khất. Ông ta đang đi tìm mình. Chàng cất tiếng gọi, cừu lão tiền bối, mau đến đây. Bóng người kia nghe gọi, liền tung mình phóng tới như bay. Chớp mắt là đã đến trước mặt của Nam Cung Lượng. Quả nhiên là cừu xăm. Lão vừa thở dốc vừa nói, Thiếu Hiệp, người thật khiến cho lão phù tà lò chết đi được. Người ở đây làm gì vậy? Nam Cung Lượng kéo cừu xăm đi vào sơn động và nói, cừu lão trưởng, giảng bói dẫn lão vào gặp một vị cao nhân, đó là Thiên Môn Cư Sĩ, chưởng môn đời thứ 48 của Thiên Môn. Cừu xăm bước vào động, nghe những lời này và thấy lão nhân tóc bạc mặt trẻ thơ ngồi ở trước mặt thì bất giác kinh ngạc, nhất thời chẳng biết nói thế nào. Thiên Môn Cư Sĩ mỉm cười nói, khinh công của cựu đại hiệp rất tuyệt, lão phu không thể nào thoát khỏi sự đeo bám của các hạ, thật khiến cho người ta khâm phục đó.
Lúc này Cừu Sâm mới cung thủ hành lễ và nói: "Thì ra là Thiên Môn cư sĩ tiền bối, tại hạ Cừu Sâm, lần này làm phiền nhiều rồi." Ngừng một lát, lão nghiêm giọng nói tiếp: "Từ khi sinh ra đến nay, tại hạ chỉ nghe nói về phái Thiên Môn. Mọi người đều coi phái này là di sử của Võ Lâm. Không ngờ còn có một cư sĩ sống đến ngày nay. Nhưng chẳng hay tiền bối có biết là gì 12 trang bí kíp của quý phái mà giang hồ gặp kiếp nạn liên miên hay không?" Thiên Môn cư sĩ khẽ gật đầu nói: "Gần đây lão phu mới nghe được, và cũng vì chuyện này mà lão phu mới mời hai vị đến đây." Lão đưa tay mời Cừu Sâm ngồi và nói tiếp: "Lão phu độc cư đã hơn 50 năm nay. Hôm nay là lần đầu tiên có khách. Nhi vị ngồi xuống đi rồi từ từ nói." Quỷ Nhãn Thần Thâu Cừu Sâm cũng không khách khí nữa. Lão bước đến ngồi xuống bên cái đồn đá cạnh Nam Cung Lượng. Sau khi an tọa, Nam Cung Lượng liền nói: "Theo giảng bối nghĩ, việc làm này của tiền bối nhất định có liên quan đến Linh Thiên Tàng Thiên Bí Kiếp. Chẳng biết giảng bối đoán có đúng hay không?" Thiên Môn cư sĩ khẽ gật đầu nói: "Không sai, gần đây lão phu đã thăm dò và biết rõ những tai họa của Nam Cung môn ngươi, cũng như những biến động trên giang hồ. Dời trí tuệ của ngươi, lão phu mừng thầm là không chọn lầm người." Trong lúc nói, sắc diện của lão nhân quả nhiên hơi có vẻ vui mừng. Cừu Sâm tiếp lời nói: "Hey, với thần thủ tuyệt thế vô song của tiền bối, đã biết rõ đầu đuôi cớ sự, tại sao không xuất thủ tiêu diệt thảm họa cho giang hồ?" Thiên Môn cư sĩ lắc đầu nói: "Từ đời chưởng môn thứ 15 của bản phái vì môn hạ phản bội cho nên đau buồn mà không muốn tái xuất giang hồ nữa. Mỗi đời chỉ truyền cho một người, di mệnh là vĩnh viễn ẩn cư tại Thái Dương Cốc này, không được can thiệp vào ân oán giang hồ. Do đó, việc lão phu mời các vị đến đây là đã làm trái di mệnh của tổ sư rồi. Song cũng vì một di chí khác của tổ sư cho nên cũng đành tạm thời phá lệ thôi." Nam Cung Lượng tiếp lời: "Nếu giảng bối đoán không sai thì tiền bối muốn thu hồi 12 trang Linh Thiên Tàng Thiên có phải không?" Thiên Môn cư sĩ gật đầu nói: "Đúng vậy." Cừu Sâm nói: "Hiện nay 8 trang đã rơi vào tay Tuyệt Hồn Cốc, 4 trang kia ở Diêm Dương Bảo. Cố nhiên có thể đòi lại từ tay Tiêm Dương Bảo chủ, nhưng 8 trang trong tay của Tuyệt Thiên Ma Quân thì e rằng không thể lấy lại được." Thiên Môn cư sĩ mỉm cười nói: "Lão phù tự có cách, có điều vẫn phải nhờ đến nhị vị. Chẳng hay nhị vị có muốn vì lão phu mà thu hồi 12 trang bí kiếp đó không?" Cừu Sâm nghiêm túc nói: "Tiền bối là chưởng môn một phái, thu hồi võ công bổn môn tự nhiên là danh chính ngôn thuận. Nếu năng lực cho phép, tại hạ nguyện sẽ ra sức khuyển mã." Thiên Môn cư sĩ quay sang hỏi Nam Cung Lượng: "Còn thiếu hiệp thì sao?" Nam Cung Lượng trầm ngâm một lát rồi nói: "Chỉ cần có ích cho võ lâm thì giảng bối nguyện nghe theo sự chỉ bảo của tiền bối. Nhưng giảng bối có một điều kiện." Thiên Môn cư sĩ trầm giọng hỏi: "Điều kiện gì?" Nam Cung Lượng nói: "Trước mắt giảng bối đang có chuyện khẩn, đó là điều tra tung tích gia phụ và ngoại tổ, do vậy có thể không kiêm nhiệm được việc của tiền bối." Thiên Môn cư sĩ cười ha hả rồi nói: "Nghĩ tới nghĩ lui cũng không quên hiếu để, thật đáng ngợi khen. Nhưng tất nhiên lão phu đã nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của người. Nếu người muốn, lão phu nguyện sẽ truyền thụ toàn bộ võ công trong Linh Thiên Tàng Thiên Bí Kiếp cho người, để người tăng thêm chí báo thù." Nam Cung Lượng mừng như điên, chàng bật dậy và lên tiếng hỏi: Tiền bối nói vậy có thật hay không?" Thiên Môn cư sĩ thản nhiên nói: "Xưa nay lão phu chưa từng hứa với ai một điều gì, bây giờ đã hứa với ngươi thì tự nhiên quyết không hối hận. Còn Cừu đại hiệp cũng có thể ở lại đây bầu bạn với Nam Cung Lượng." Nam Cung Lượng lập tức bái Thiên Môn cư sĩ 3 bái, sau đó chàng đứng lên nhìn qua Cừu Sâm. Khi thấy sắc diện của lão có vẻ do dự, chàng liền nói: "Cừu lão trưởng, lão cảm thấy có gì không phải chăng?" Cừu Sâm không trả lời, mà quay sang nói với Thiên Môn cư sĩ: "Lời này của tiền bối khiến tại hạ không hiểu.
Bí kiếp đã thất lạc thì làm sao tiền bối truyền thụ? Thiên môn cư sĩ mỉm cười nói, linh thiên tàng thiên bí kiếp tất nhiên là ở bên người lão phu, điều này cựu đại hiệp không cần đa nghi. Nam Cung Lượng ngạc nhiên hỏi, không lẽ tám trang linh thiên tàng thiên rơi vào tay của Tuyệt Thiên Ma Quân là giả? Thiên môn cư sĩ lắc đầu nói, không, cũng là thật, nhưng đó là phó bản. Nam Cung Lượng và Cừu Sâm chợt hiểu ra duyên cớ bên trong, thiên môn cư sĩ lại nói, sở dĩ lão phu muốn thu hồi 12 trang phó bản đó là gì, còn có lý do khác. Nam Cung Lượng buộc miệng hỏi, là lý do gì? Thiên môn cư sĩ thở dài nói, bí kiếp thiên môn chỉ có 12 trang. 12 trang này là võ học do các đời sư tổ của bổn môn dùng tâm huyết sáng tạo ra trong suốt 400 năm qua. Trong đó trang thứ nhất là tối quan trọng. Bỗng lão lấy trong tay ra một cuộn giấy ố vàng, bước tới gần Nam Cung Lượng và Cừu Sâm, đoạn trải một trang giấy lên chiếc bàn trúc và nói tiếp, đây là linh thiên tàng thiên bí kiếp. Nam Cung Lượng và Cừu Sâm thấy kỳ thư mà ai cũng mong đoạt được đã bày ra trước mắt thì bất giác hồi hộp vô cùng. Cả hai vội ngưng thần nhìn vào, chỉ thấy trên giấy vẽ một hình người với nhiều đường đỏ đen trên thân thể. Nam Cung Lượng xuất thân từ võ lâm thế gia, Cừu Sâm cũng chẳng phải hạng phàm phu tục tử, do đó vừa nhìn là có thể nhận biết đồ hình này chỉ dẫn phương pháp dẫn khí. Thiên môn cư sĩ chỉ vào các đường dọc của đồ hình và nói, muốn luyện võ công phái thiền môn, trước tiên cần phải luyện phép thổ nạp đặc biệt của bổn phái. Mà phép luyện khí của bổn phái lại không giống bất kỳ môn phái nào. Có một hệ thống đặc định để nạp khí vào kinh mạch, đồng thời cũng có một thời gian nhất định. Nhưng đồ hình trên phó bản lại có đôi chút sai biệt với chính bản này. Nam Cung Lượng không nén được sự hiếu kỳ, chàng lên tiếng hỏi, khác biệt như thế nào? Thiên môn cư sĩ chỉ tay vào các đường màu đen và nói, đây là kinh mạch sau một ngày thổ nạp chân khí, nhưng trên phó bản lại vẽ sai nửa tấc. Khi kinh mạch đi qua tâm, ôi, chỉ nửa tấc sai này cũng đủ khiến cho người luyện công từ chính nhập vào tà, luôn lạc ở trong ma đạo, thậm chí còn có thể tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn không có khả năng hồi phục công lực. Nam Cung Lượng và Cừu Sâm nghe vậy bất giác rùng mình. Thiên môn cư sĩ lại thở dài và nói tiếp, do vậy nếu phó bản mà rơi vào tay của ma đạo thì đó là thiên lý tuần hoàn, tự tìm lấy báo ứng thôi. Nhưng nếu nhân vật chính phái thu được và luyện theo thì đó là một thảm họa không ai muốn. Sở dĩ lão phu muốn thu hồi là vì lý do này. Nam Cung Lượng chợt nghĩ đến Độc Cước Diêm La, không ngờ việc đồng ý tặng 4 trang bí kiếp hóa ra là làm hại đời lão ta. Cừu Sâm thầm cảm thấy kỳ quái, lão trầm ngâm một lát rồi nói, tại hạ không hiểu tại sao bản chính và bản phó lại không giống nhau vậy. Thiên môn cư sĩ cắt lời và nói, đó là do sư tổ từ 400 năm trước của bản môn là linh thiên lão nhân lo sợ mà phòng xa. Ngộ nhỡ có đệ tử bất tiếu nhòm ngó rồi sinh lòng tham, vì thế cho nên người cất kỹ bản chính, chỉ sao lục ra một phó bản rồi dùng khẩu thuật truyền thụ cho đệ tử. Theo sự thuật lại của tiền sư lão phù được thời đệ tử môn hạ, chỉ biết có phó bản nhưng không biết còn có bản chính. Không ngờ quả nhiên có môn hạ ngầm hạ động thủ sát sư trộm bảo vật. Ngừng một lát rồi lão lại nói tiếp, khi linh thiền tổ sư lâm chung, người mới bí truyền cho người thừa kế và nói ra bí mật này. Cừu Sâm nghe xong thì hiểu rõ mọi chuyện, nhưng bỗng thấy Nam Cung Lượng đứng lên nói, hỏng bét, chúng ta cần phải khẩn trương thông báo cho Lê lão tiền bối một tiếng. Thiên môn cư sĩ ngạc nhiên nói, tại sao? Thế là Nam Cung Lượng thuật lại toàn bộ tình hình. Nào ngờ nghe xong, thiên môn cư sĩ chỉ mỉm cười nói, điểm này ngươi không cần dội, kẻ có công lực cao thâm thì càng khó luyện tâm pháp của bổn môn, vì trước tiên cần phải trừ bỏ thói quen luyện khí vốn có rồi mới từ từ từng bước tham ngộ.
Lê Ức Hưu là nhân vật cố chấp, tính khí tự cao tự đại, do đó không dễ vì y từ bỏ thói quen luyện khí của mình. Và như vậy thì dù có cố gắng cả đời cũng chẳng thể nào tham ngộ được. Nhưng lão phu chỉ cần ngươi ở lại đây 2 tháng là sẽ thành công. Khi đó ngươi đi ngăn cản Lê Ức Hưu vẫn còn kịp mà. Thiên môn cư sĩ ngừng một lát rồi nói tiếp. Chỉ cần ngươi thay lão phu thu hồi phó bản bí kíp, nên lão phu nguyện giúp ngươi phục thù và đã có kế hoạch tỉ mỉ. Đến ngày ngươi thành công, lão phu ắt sẽ nói cho ngươi biết, bảo đảm với ngươi nước chảy tất thành sông, tuyệt đối không thất bại. Nhớ đến cảnh mẫu thân và nhiều người nóng lòng chờ đợi, nhất thời Nam Cung Lượng cảm thấy do dự bất quyết. Nhưng chàng lại nghĩ chỉ có 2 tháng, nếu bỏ qua cơ hội này sẽ không thể nào đối phó với bọn ma đầu Tuyệt Thiên Ma Quân và Ảnh Tử Quyết Lệnh được nữa. Thế là chàng mím môi gật đầu nói, giảng bối xin tuân mệnh. Tung Sơn. Vào một sáng chốn thu, từ khi Bách Trí Thiền Sư và bọn Thôi Mật về đến Thiếu Lâm Tự, nơi này không còn là vùng đất riêng của các vị hòa thượng mặc cà sa nữa, mà xen lẫn vào đó là những bộ tục y. Trước tình thế võ lâm đầy phong ba, giang hồ đầy bão tố, Thiếu Lâm Tự đành phá lệ cho phép nữ thí chủ lưu trú. Do đó mà thỉnh thoảng còn thấy vài bộ xiêm y tha thước ở hậu viện Thiếu Lâm Tự. Bình thời những hòa thượng già trẻ ở đây đều từ mi thiện mục, hiện tại thì trong mắt đều có vẻ lạnh lùng, thần sắc nghiêm trọng. Bình thời hai tay dùng để lễ Phật, bây giờ đã cầm giới đao và thiền trưởng phòng bị. Trong một gian thiền phòng ở hậu viện Thiếu Lâm Tự, hiện có bọn Thôi Mật, La Sát Bà Bà, Ngân Tiên Phi Long, Chưởng Môn Thiếu Lâm, Bách Trí Thiền Sư cùng một số nhân vật khác đang ngồi quay quần ở bên nhau đàm đạo. Suốt 1 tháng qua, mỗi buổi sáng bọn họ đều phải tập hợp một lần để thương lượng tìm ra kế hoạch và chờ đợi tin tức chưa dự liệu được. Những tin tức này bao gồm hướng đi của Nam Cung Lượng, hành tung của Chưởng Môn Điểm Thương, Mục Trung Nam. Ngoài ra còn có những động thái của Thiết Quyết Minh do các đệ tử cái bang sau khi được Địa Linh Thần Khất trùng tân và rải đi khắp nơi nghe ngóng để truyền về mỗi ngày. Đương nhiên bọn họ còn quan tâm đến thắng bại trong trận ác chiến giữa 2 kỳ phùng địch thủ Lục Vô Kỵ và Cốc Nhất Quyền, cũng như Nam Phương Thập Lão và Cực Lạc Tiên Tử Công Tôn Mỹ. Nhưng những tin tức thu được lại quá ít so với những gì cần biết. Điều này đối với Thôi Mật mà nói, tâm tình vốn đã sầu khổ của bà ta càng thêm nặng nề hơn bất kỳ người nào khác. Do ảnh hưởng bà ta cho nên Nhậm Sảo Quân và Lê Tuệ cũng buồn bã không vui. Hai vị thiếu nữ này mỗi người đều có suy nghĩ và hoài niệm về người ở trong lòng mình đang ở Diễn Phương. Lúc này Bách Trí Thiền Sư và Nhậm Bất Khí đang đàm đạo với nhau, còn Thôi Mật chốc chốc lại đến bên cửa sổ nhìn ra chân trời xa xa. Không khí sáng sớm có phần trong lành và dễ chịu, nhưng sắc diện của quần hùng trong thiền phòng lại rất trầm trọng và nghiêm túc. Đột nhiên, ở trên không trung bỗng vang lên một hồi chuông. Bon bon bon. Tiếng chuông vang vang từ chính điện ở thiền viện Thiếu Lâm truyền lại. Tiếng chuông vừa khởi thì Bách Trí Thiền Sư liền ngưng nói chuyện, trầm mặt lắng nghe từng tiếng một. Lời lẽ tiếng chuông ở Thiếu Lâm Tự đều có quy định nhất định. Tập hợp bình thường là 3 tiếng, có khách quý quan lâm là 7 tiếng. Tập hợp để cúng tế quan trọng trong chùa là 9 tiếng, cường địch xâm nhập là 12 tiếng. Hiện tại sau khi nghe xong tiếng chuông thứ 7 thì Bách Trí Thiền Sư biến sắc. Vì lão biết gần đây trong chùa không có tập hợp cúng tế gì cả quan trọng, giả lại tất cả mọi chuyện trong chùa đều cần phải thông báo cho Chưởng Môn biết trước. Bây giờ ngay cả Chưởng Môn nhân cũng không biết thì nhất định là có cường địch thâm nhập rồi. Tiếng chuông vẫn không ngừng, thần sắc của Bách Trí Thiền Sư vốn đã nghiêm trọng bây giờ lại biến thành kinh dị khó coi. Quả nhiên tiếng chuông điểm đúng 12 tiếng thì lập tức im bặt. Bách Trí Thiền Sư bật đứng dậy, lão phất tăng bào định phóng đi thì đột nhiên
Ở ngoài thuyền phòng lại có một hòa thượng trẻ tuổi tay cầm giới đao chạy tới, sắc diện đầy vẻ hốt hoảng. Y cúi người bẩm báo với Bách Trí thiền sư: bẩm chưởng môn sư tổ, cuồng địch xâm nhập. Bách Trí trầm giọng hỏi: bao nhiêu người? Hòa thượng trẻ nói: theo đại sư Tuần Sơn phi báo thì chỉ có một người. Bách Trí ngạc nhiên hỏi: có biết là ai không? Hòa thượng trẻ tuổi nói: nghe báo là người đến thần pháp quá nhanh, liên tiếp vượt qua ba lần ngăn cản, bây giờ đã đến trước cổng chùa. Tuần Sơn đại sư cũng không thể nhìn rõ diện mục của người này. Bách Trí thiền sư kinh động thần sắc, bất giác lão quét một quan nhìn qua bọn ngân tiên phi long, tự như muốn hỏi người đến là ai. Thật ra mọi người đều hiểu nghi vấn ở trong lòng vị chưởng môn này, nhưng vì bọn họ đều biết hiện nay khắp nơi trên Tung Sơn đều bày bố trạm canh phòng cẩn mật, cao tăng hàng chữ ngộ đều phụ trách việc từng sơn và hộ pháp từ chân núi lên đến trước chùa, e rằng không dưới 70 trạm canh. Vậy mà người đến có thể liên tiếp xông qua ba trạm, khiến cho người ta không thể thấy rõ diện mục chân dạng của mình. Đủ thấy hàng công lực này kinh thế hải tục cỡ nào rồi. Nhưng rốt cuộc người đến là ai? Mọi người đưa mắt nhìn nhau và ở trong lòng thầm nghĩ, có khả năng là cao thủ ma đạo trong Thiết Quyết Minh. Nhất thời từ trong tiền viện có nhiều tiếng bước chân vội vàng truyền ra sau. Ngô Nghiệp đại sư tay cầm thiền trượng chạy bừa vào thiền phòng. Lão không kịp hành lễ với Bách Trí chưởng môn, miệng đã thở hổn hển và nói: khải bẩm chưởng môn, sau khi vượt qua ba trạm canh gác thì đối phương đã thất tung ở trước núi. Bần tăng thỉnh ý có nên lùng sục hay không? Bách Trí thiền sư trầm giọng nói: đệ tử Tuần Sơn có ai bị thương không? Ngô Nghiệp lắc đầu nói: dạ không có. Lời vừa buông ra thì trong tiền viện đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh loạn. Bách Trí vốn đã dần bình phục thần sắc, lão tung người lướt ra ngoài thiền phòng rồi quát lớn: tiền viện có biến! Đột nhiên trên nóc nhà chính điện có một bóng người vút lên không và phát ra một tràng cười, thân hình như làn khói lướt đến hành lang thiền viện rồi hạ người xuống. Diễn biến của tình hình quá nhanh nên chẳng ai có thời gian nhìn rõ bóng người kia. Bách Trí thiền sư quát lớn: kẻ nào to gan dám tự tiện xâm nhập bổn tự, hãy nếm của lão nạp một chưởng đây. Thân hình của lão lệch sang một bên, tả chưởng nhá lên, hữu chưởng xuất ra như chớp. Đây chính là tuyệt học của Thiếu Lâm La Hán Thập Bát Chưởng. Bóng người kia cười ha hả một tràng dài và nói: lão hòa thượng kia sao vừa gặp mặt người đã đánh lão phu? Thân hình thấp thoáng người đã lướt qua trái hơn một trượng. Tiếp theo đó là ầm một tiếng, phiến đá xanh nơi hành lang xẹt lửa và vỡ nát, bụi đá bay tứ tung. Lúc này Lê Tuệ đã từ ở trong thiền phòng chạy ra, nàng buộc miệng kêu lên thất thanh: a, là phụ thân của tiểu nữ. Nói đoạn nàng phóng đi như tên, lao thẳng đến chỗ bóng người kia vừa dừng chân. Bách Trí thiền sư nghe tiếng kêu của Lê Tuệ thì cả kinh, lão vội thu chưởng và nhìn kỹ. Thấy trước mắt là một vị lão nhân to lớn với một chiếc chân giả, đó chính là Độc Cước Diêm La Lê Ất Hưu. Quần hùng thấy rõ là Độc Cước Diêm La thì bất giác ngạc nhiên vô cùng. Ai cũng đều biết là Lê Ất Hưu đang khổ công tham ngộ linh thiên tàng thiên tại Diêm Dương Bảo. Lẽ nào lão ta lại thành công rồi? Lê Tuệ vội hỏi: dạ, sao người lại đến đây chứ? Lê Ất Hưu vuốt tóc đứa con gái rồi triều mến nói: lẽ nào di phụ không đến đây chứ? Lúc này nhiều tăng nhân đã thấy đối phương chạy ra hậu viện nên cùng ào ào chạy ra sau. Bách Trí thiền sư vội phất tài nói: truyền lệnh ai về vị trí người nấy, tuyệt đối không được chạy lộn xộn. Ngô Nghiệp đại sư chắp tay nhận mệnh lệnh rồi lướt ra phía trước chính điện. Trong chớp mắt thì Thiếu Lâm đã yên tĩnh trở lại. Bây giờ Bách Trí thiền sư mới hành lễ với Lê Ức Hưu và nói: không ngờ lão thí chủ lại quang lâm tệ tự, nhưng đùa như vậy là cũng hơi thái quá rồi, sao không truyền thông báo rồi vào? Độc Cước Diêm La cười ha hả một tràng dài rồi đoạn nói: đại hòa thượng chớ cầu nệ lễ tục rườm rà như vậy, lão phu đang có chuyện khẩn, sau đó có thể chờ đợi.
Toán Hòa Thượng thông báo như vậy biết đến khi nào mới vào được Thiếu Lâm tự chứ? Bách Trí lúc này nói: già có già pháp, tự có tự quy, Thiếu Lâm đâu phải nơi ai muốn đến là đến, thí chủ xem thường tệ tự quá rồi đó. Cục diện có vẻ căng thẳng, La Sát bà định lên tiếng khuyên giải nhưng Lê Ất Hưu đã cười ha hả rồi nói: lão hòa thượng, lão phu làm như vậy tất có thâm ý, ngươi không cảm tạ lão phu mà còn đi chỉ trích. Lẽ nào ngươi muốn báo mối thù trước đây cho đệ tử Quý Tự bị bản báo giam cầm sau? Tuy lớn tiếng phản bác nhưng sắc diện của lão ẩn hiện vẻ lo lắng, tuyệt không có một chút phẫn nộ nào. Điều này chẳng những quần hùng cảm thấy kỳ quái mà ngay cả Lê Tuệ cũng cảm giác không hiểu. Diêm Vương bảo chủ trước đây tính khí nóng nảy như lửa, tại sao bây giờ tình hình lại thay đổi nhiều đến như vậy? Bách Trí Thiền Sư khẽ hừ một tiếng và nói: Võ Lâm gặp kiếp nạn liên miên, lão nạp không phải là một kẻ hẹp hòi. Nhưng mà La Sát bà tiếp lời: Chưởng môn đại sư, có thể Lê lão quỷ có chuyện gì khẩn cấp thật đó, sao không nghe lão ta giải thích thử coi? Độc Cước Diêm La buông một tiếng thở dài và nói: Nhãn lực của lão bà tử quả nhiên không tồi. Ôi, nếu chẳng phải là đại biến cố thì lão phu hà tất phải làm kinh động Quý Tự như vậy. Lời này xuất ra quần hồn đều chấn động tâm thần. Bách Trí Thiền Sư cũng kinh ngạc vội hỏi: Lê thí chủ có chuyện gì? Có thể nói rõ cho lão nạp và chư vị thí chủ đây cùng nghe được không? Thôi Mật tiếp lời: Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, mời chư vị vào thiền phòng rồi hãy nói. Lê Ất Hưu lắc đầu nói: Không cần, lão phù đến Thiếu Lâm là chẳng qua nghe thuộc hạ báo cáo nên vội đến thăm tiểu nữ một chút, bây giờ phải lập tức đi rồi. Lê Tuệ nghe vậy thì sững sờ, nàng vội hỏi: Phụ thân, bây giờ người phải đi đâu? Lê Ất Hưu nghiêm giọng và nói: Đến một tòa cổ bảo trên đường Quan Lạc. Lê Tuệ càng kinh ngạc bất giác, nàng nhớ lại trước đây khi mình và Nam Cung Lượng truy tìm tung tích thần lực quỷ phán Cao Võ, hai người đã từng ghé qua tòa cổ bảo đó. Nghĩ đoạn nàng liền nói: Phụ thân đến đó làm gì? Lê Ất Hưu nói: Đó là trọng địa liên lạc của Thiết Quyết Minh, lão phu không tìm được ảnh tử quyết lệnh nên chỉ còn có cách đến đó thăm dò. Thôi Mật liền tiếp lời: Bảo chủ ra mặt, đi tìm ảnh tử quyết lệnh như vậy phải chăng là đã tham ngộ tâm pháp vô thượng trong Linh Thiên Tạng Thiên rồi? Trên mặt của Lê Ất Hưu thoáng hiện chút sắc thái phức tạp, lão thở dài rồi nói: Ôi, chẳng nói dấu gì các vị, tám trang phó bản và bốn trang chính bản đều bỗng nhiên thất tung trong một đêm rồi. Dường như phẫn hận vẫn chưa tiêu, lão nện chân giả xuống nền nhà cốc một tiếng rồi căm hận nói tiếp: Kẻ đến chẳng những trộm bí kíp của lão phù đi mà còn dám cả gan để lại một trang giấy, thái độ một hạ vô nhân thật khiến cho lão phù tức chết đi được. La Sát bà tiếp lời: Lão quỷ à, người có nhận ra kẻ trộm là ai không? Lê Ất Hưu hừ một tiếng rồi nói: Nếu lão phù biết được tên tặc tử đó là ai thì hắn còn đắc thủ được sao? Bách Trí Thiền Sư nói: Thí chủ đã không biết người nào hạ thủ, vậy đi tìm ảnh tử quyết lệnh làm gì? Lê Ất Hưu cười nhạt và nói: Ngoài cái tên khốn nghe lén đó ra, hắn rắp tầm muốn đoạt bốn trang Linh Thiên Tạng Thiên cuối cùng cũng đã, thì còn ai dám động thủ trên đầu của Thái Tuế đây chứ hả? Lời này đích thị không sai, ngoài nhân vật có công lực siêu tuyệt như ảnh tử quyết lệnh ra thì quả thật khó có ai dám trộm được bảo vật của Độc Cước Diêm La mà không bị lão ta phát hiện. Thôi Mật cố trấn định tinh thần, bà nói: Bảo chủ có thể cho tiện thiếp xem trang giấy đó không? Lê Ất Hưu tỏ vẻ ái ngại, lão nói: Lão phù được tiền tử khẳng khái tặng cho bí kíp và đã từng hứa như vậy, không ngờ lão phu chưa kịp tham ngộ thì đã thất tung, thật chẳng biết phải ăn nói thế nào với tiền tử. Nói đoạn lão lấy ra một trang giấy từ tay áo, đoạn đưa qua cho Thôi Mật. Thôi Mật nhìn trang giấy và lắc đầu nói: Bảo chủ không cần ái ngại, biến cố bất ngờ không ai có thể dự phòng được. Nói đoạn bà liếc nhìn qua trang giấy, sắc diện chợt biến, buộc miệng nói: Hình như
kẻ trộm không phải là nhân vật trong thiết quyết mình đâu.